Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ Antana nè. Đây, cao thủ Antana đây. Đài đánh ở trong đấu đấu này thì được mình 144 mạng và 33k điểm. Giết được một sơ 9 và tử vong 30. Liên trả 14 đó. Nói chung thì Antana anh em cũng biết rồi, lúc trước là ban chủ của Long Môn nè. Ban chủ Long Môn mà hiện tại bây giờ thì anh ta đang top mấy. Anh ta vừa rồi là up even, anh ta chưa ăn nè. Khải nghe nói chưa ăn ấy, chứ ạc này là auto top 1 nè. Ạc Antana là auto top 1 ấy. Và hôm nay là rớt xuống top 18 thì không biết là chắc là chưa ăn even nè. Ạc này chứ chưa ăn even. Đó, chứ mấy hôm là top 1 ấy. Top 1 level nè. Muốn phá giờ đang. Đây, muốn phá giờ đang, chưa ăn even ấy. Khải nghe chưa ăn even. Rồi chúng ta cùng soi sơ đồ của hai cao thủ này thử như thế nào nha. Đây là giờ đang quyền nha nè. Đây anh em cùng xem sơ này. Đó, giờ đang này 105 hạng 18 server. Đó, lúc trước là hạng 1 nè, lúc trước là hạng 1. Chắc anh chưa ăn nghe vần, chắc chưa ăn nghe vần. Rồi chúng ta cùng soi và xét đồ nha. Trong trận đấu này thì cũng có cho mình được cái phi phong kỹ năng cũng có cầm 1 cấp. Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến cái vũ khí. Cầm khí kháng hỏa 19. Chọn 20, sức lực 129 quá là đẹp cho giỏ đan luôn. Cái gì này thì trên dưới sắp xỉ phải từ dao động từ khoảng 7 đến 10 kim. Cái chì này khoảng tầm 500 đến khoảng 700 nghìn. Đó. 5 đến 10 kim, 7 đến 10 kim. Rồi đi kèm với cái vũ khí thủy thì sẽ đi với cái nón thủy. Cũng là một nón thủy kháng hỏa cao, sinh lực cao, sinh lực rất là cao. Chón 20 thì hiện tại đang có cho mình chón 40. Gia truyền không kháng tất cả luôn. Gia truyền đang đi cho mình hướng gia truyền kháng độc và sinh lực cao mà thôi. Áo sinh lực cao và kháng độc phục hồi 40. Áo này chỉ lấy cho mình dùng sinh lực kháng độc và phục hồi 40. Áo cấp 1. Tiếp đến chúng ta sẽ đến bao tay. Bao tay chỉ có mình bao tay làm 140 dòng 1, không có sinh lực, nội lực rất là thấp, sinh lực được rất thấp. Nhẫn mộc sinh lực 69. Giày kim sinh lực 159. Nếu mà để giày kim thì chắc chắn ngọc bòi sẽ là ngọc bòi chó à. Ôi, ngọc bòi kháng hỏa luôn. Mà kháng hỏa luôn, sinh lực cao, kháng hỏa sinh lực 134. Nhẫn kháng lôi sinh lực cao. Lôi 17 sinh lực 108. Là lần khăn lôi 15 sinh lực 147. Đồ thì auto kháng thì khá đẹp nè. Kháng lôi kháng này 17 này. Đó 15 chứ. Nói chung hiện tại ở set đồ này thì có cho mình là 40 chón 45 chậm nè. 40 chón 45 chậm. Nói chung là hơi không đủ hiệu ứng cho lắm. Nhưng mà bù lại thì kháng khá là đều. Kháng được 3 món khăn lôi. 1 2 3. Đó, kháng hỏa cũng vậy, kháng hỏa được 3 món kháng hỏa. 1 2. Đúng rồi, đáng lẽ hôm nay Khải top 1 ấy, 2 kỳ mặt nạ nè. Này 3 món kháng hỏa luôn nha nè. Đó. Kháng hỏa thì tính ra được mà 17 19 17 là 36. 36 với cái này nữa 55, kháng hỏa được 55. 3 món nè. 3 món cộng lại kháng hỏa tầm 55. Tại vì giá trị không kháng cả của như bỏ đi. 3 món thôi. Kháng hỏa được 55. Trên 55, trên 5x. Kháng lôi cũng vậy, kháng lôi 17. 17. 34, 34 bữa này là kháng lôi được 49 nè. Kháng lôi được 49. Đó. Kháng thì tầm 4x 5x. Hiệu ứng thì 40 chón và 45 chậm. Nói chung là set đồ này cũng gọi là tầm trung tương đối, đủ đánh đủ giao tranh. Và hôm nay thì Khải muốn soi đồ thì cho anh em xem thì ông này giỏ đang nha em. Giỏ đang nguyên, đứng top 6 tông kim. Nói chung là khá là khỏe, có phi phong đánh ra rất là đẹp luôn. Chung với lại ông này cấp cũng khá là cao, bậc cao cũng khá là ok. Dưới 144 mạng. Đó, dưới 144 mạng. Rồi, nói chung thì anh em thích soi set đồ nào thì cứ comment bên dưới nha nè. Và anh em đừng quên xem video này ủng hộ cho Antana giờ đang. Một like và chia sẻ cũng như ủng hộ video Khải, một like chia sẻ nha nè. Rồi ok, biết còn ai ở khu vực này được Khải soi đồ nữa không? Biết còn ai ở khu vực này Khải soi đồ nữa không đây? Anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha.